Rồi, chúng ta tiếp tục sửa những cái bài tập tiếp theo trong cái chương số 3. Vẽ hai cái đường thẳng D1 và D2 vẽ hai đường thẳng này vào trong cái cùng một cái hệ trục tọa độ thì đường thẳng d1 là x cộng y bằng 2 trong khi đường thẳng d2 là 2x cộng 3y bằng 0 đó thì thường thì khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ lập cái bảng giá trị đúng không thì trước hết chúng ta sẽ viết d 1 lại nhưng mà chúng ta viết theo cái kiểu là y bằng ha. chúng ta viết theo kiểu y bằng đó không tức là gì x cộng y bằng hai thì nó, chỉ nếu mà chuyển qua y bằng thì sẽ là y bằng trừ x cộng 2 đó y bằng trừ x à, cộng hai rồi à, thì chúng ta cũng có một cái bảng giá trị đúng không ta viết tắt đi bảng giá bảng giá trị đúng không rồi à, bảng giá trị thì gồm có x và gồm có y à thì à, chúng ta cho x nhận một giá trị là chẳng hạn là không đi ha x à, nhận giá trị là không thì y nhận giá trị là hai à x nhận giá trị là hai đi x nhận giá trị là hai thì y nhận giá trị là không đúng không x nhận giá trị hai thì y nhận giá trị không đó rồi à, chúng ta sẽ vẽ lên trên à, đầu thị x bằng không à thì y nó bằng 2 là đây à, Rồi tiếp tục x bằng 2 Thì y bằng 0 là đây à, Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Cái đường thẳng này các bạn Cái đường thẳng này đó Nó sẽ à, Cái đường thẳng này nó sẽ à, Xéo xuống đúng không? Xéo xuống, à, xéo xuống. Ừ. Rồi chúng ta chấm để mà Chúng ta chấm để mà chúng ta dễ dàng Chúng ta nói lại đúng không? Rồi à, Chúng ta nói lại đi ha Đó Cái đường thẳng này là đường thẳng Y à, bằng trừ x cộng 2 ha, Y bằng trừ x cộng 2 Và ở đường thẳng này có hệ số góc là trừ 1 à, Hệ số góc trừ 1 Thì nó sẽ xéo xuống 45 độ đúng không à, Xéo xuống 45 độ chúng ta nhớ nha à, Đường thẳng có hệ số góc trừ 1 Thì nó sẽ có cái đặc điểm Đó là nó xéo xuống 45 độ Rồi chúng ta ghi vào Y bằng Y bằng à, trừ x à, Trừ x ha Trừ x à, Cộng 2. Đó. Nó xéo xuống 45 độ nha. Rồi Như vậy thì đường thẳng mà ví dụ như Y bằng X đi. Đó. Thì mình nói thêm thôi. Đường thẳng Y bằng X cộng mấy đó. Thì nó sẽ xéo lên 45 độ. Đó. Nhớ vậy nha. Rồi. Chúng ta tiếp tục tới cái đường thẳng D2. Đường thẳng D2. Thì đường thẳng D2 chúng ta cũng chuyển qua thành cái gì đây? Thành là Y theo X đúng không? Thì nó sẽ là trừ à, 2 phần 3 phải không trừ 2 phần 3 x y bằng y bằng à, y bằng trừ 2 phần 3 x đó đúng chưa rồi à, tại vì chúng ta chuyển qua đúng không là trừ 2 x chúng ta chia 3 trừ 2 3 x 3x. rồi chúng ta cũng có cái bản giá trị chúng ta cũng có bản giá trị đúng không thì à, chúng ta cho x à, chúng ta cho x bằng thí dụ cho x bằng 0 thì chúng ta thấy y bằng 0 Đúng không? Chúng ta cho x bằng 3 đi. Chúng ta cho x bằng 3. Thì chúng ta thấy y bằng trừ 2. À, chúng ta cho x bằng 6 đi nha. Chúng ta cho x bằng 6. Thì chúng ta thấy y bằng trừ 4. À, trừ 4. Đó. Rồi. À, tương tự nếu chúng ta cho x bằng à, trừ 3 đi. Chúng ta cho x bằng trừ 3. À, thì chúng ta thấy là y nó bằng bằng 2 đó, y bằng 2 rồi bây giờ chúng ta sẽ à, chấm những cái điểm này lên trên cây đầu thị để chúng ta nói lại thì thật sự ra là để vẽ đường thẳng thì người ta chỉ cần lập hai cái điểm thôi đó, mà thông thường thì mình lập nhiều điểm để mình vẽ cho nó chính xác tức là do làm cây thước của mình có thể để nó lệch qua lệch lợi gì đó thì mình thường mình hay lấy nhiều điểm thì chúng ta có ít bằng 0 à, thì y nó cũng bằng không là cái điểm này này x bằng 3 x bằng 3 đây đúng không x 3 thì y bằng trừ 2 là điểm này đây điểm này à, chúng ta chấm mạnh vô à, x bằng 6 x bằng này là 3 này đúng không x bằng 6 x bằng 6 Đó. thì y bằng trừ 4 là đây đây là trừ 4 đây là trừ 2 nha Đó à đây thì là nó nó chấm vô cái điểm này đây Đó người ta nói lại người ta hay nói gạch gạch đứt nét đứt, đứt, đứt nè người ta hay nói nét nét đứt này lại đó. rồi nói nét đứt lại để cho dễ nhìn thấy sao không các bạn thấy rõ chưa đó. như vậy nó có cái điểm chung này ha <laughs> được 3 điểm đúng không bây giờ x bằng trừ ba thì y bằng hai là đây hai là đây đó. đây là hai đúng không đó. cũng nói lại đúng không rồi bây giờ chúng ta có thể à, dùng thước chúng ta nói lại được rồi đó đúng không rồi chúng ta nói lại nha À chúng ta nói lại Thì bây giờ cái đường thẳng này Chính là đường thẳng y bằng Trừ 2 phần 3 x Đó thấy chưa à, Và nhìn vào đồ thị Thì chúng ta thấy nó có cái điểm chung ở đây à, Cái điểm chung ở đây Cái điểm chung này sẽ có tọa độ là 6 chấm phẩy trừ 4 à, Điểm chung nó là như vậy đó rồi, như vậy thì à, chúng ta đọc lại vẽ hai đường thẳng D1 và D2 rồi chúng ta vẽ rồi. Và sau khi vẽ xong thì chúng ta thấy nó cũng có cái điểm chung à, là 6 4 thì 6 4 cũng chính là nghiệm của cái hệ à hệ hai phương trình này, đúng chưa? Rồi, hỏi đường thẳng D3 à, hỏi đường thẳng D3. D3 như thế này đây. À có đi qua giao điểm của D1 và D2 hay không Hỏi cái đường thẳng D3 nó có đi qua đây hay không à, Thì à, muốn biết cái à, đường thẳng D3 nó có đi qua cái điểm 6 trừ 4 hay không đó Thì chúng ta chỉ cần lấy 6 trừ 4 chúng ta thế vào thôi Chúng ta sẽ ghi là thế đúng không Thế à, cái điểm 6 chấm phẩy trừ 4 đó, vào D3 Vào D3 Thì chúng ta thấy làm sao Chúng ta thấy 3 Đúng không nhân cho cái gì đây nhân cho x là bao nhiêu vậy là 6 đúng không? À cộng cho 2 à nhân cho y là bao nhiêu vậy trừ 4. chúng ta nhẩm coi bằng nhiêu? 6 lần 3 là 18 đúng không? 18 mà trừ cho 8 mà 4 lần a rồi 18 x 8 ra 10. Chúng ta thấy số 10 này nó giống số 10 này đúng không? Như vậy thì chúng ta kết luận à, à chúng ta kết luận là sao? À, vậy à vậy à là à cái đường thẳng D3 À, nó có đi qua không có à, đi qua giao điểm à, giao điểm à, của D1 và D2 à, của D1 và D2 đã rất là đơn giản thấy chưa rồi bây giờ chúng ta qua cái bài à, số à, 15 phải không hỏi À, bốn đường thẳng sau nó có đồng quy hay không tức là đây ta cho đường thẳng d1 d2 d 3, d 4, hỏi bốn cái đường thẳng này nó có đồng quy hay không à, thì muốn biết nó có đồng quy hay không à, thì à, chúng ta kiểm tra cái điểm chung của nó đúng không à, đồng quy là gì ví dụ bốn đường thẳng đồng quy có nghĩa là bốn đường thẳng này nó cùng đi qua một điểm à, nó cùng đi qua một điểm à, và là cái điểm này đúng không thì thì ta gọi nó là bốn cái đường thẳng này nó có đồng quy đúng không vậy thì muốn biết cái đồng quy không á thì chúng ta sẽ à, tìm cái điểm chung đúng không tức là chúng ta chọn ra đường thẳng d1 và đường thẳng d2 chúng ta tìm cái điểm chung thì nếu nó nếu mà nó có điểm chung thì cái điểm chung nó sẽ là cái điểm này đúng không và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra đường thẳng d3 và đường thẳng D4 nó có điểm chung hay không mà nếu có điểm chung thì nó là điểm này và hai cái điểm chung này chúng nó ta coi nó có giống nhau hay không à, Nếu mà hai cái điểm chung này ví dụ như là đường thẳng D1 và D2 nó có điểm chung là a đường thẳng D3 D4 nó có điểm chung là B và nếu chúng ta thấy rằng đề điểm A và điểm B là như nhau tức là điểm A và điểm B nó giống nhau nó trùng nhau à, thì ta kết luận là cả bốn đường này nó đồng quy luôn đúng không Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra coi đường thẳng D1 và D2 đúng không nó có à, nó có cái điểm chung là gì thì chúng ta sẽ móc nó lại đúng không? Chúng ta móc nó lại để chúng ta lấy cái máy tính chúng ta bấm coi cái điểm chung của nó là như bao nhiêu. Tương tự vậy thì chúng ta cũng móc cái đường thẳng D3 và D4 lại để chúng ta tính coi coi ra nó có cái điểm chung là như thế nào. Thì chúng ta sẽ tương đương đúng không? Chúng ta tương đương x bằng bao nhiêu và chúng ta coi coi y bằng bao nhiêu. Thì là các bạn sẽ lấy cái máy tính các bạn bấm đúng không? Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn bấm máy tính rồi Bây giờ mình không có hướng dẫn lại Bây giờ mình chỉ bấm để mình ghi lên đây thôi ha Mình chỉ bấm để ghi lên đây thôi Vì mình đã hướng dẫn cho các bạn học sinh Là cái cách bấm máy tính rồi nha Học sinh nào mà không biết Thì coi lại những cái video trước Rồi mình nhập dữ liệu vô 3, 2, 13 3 bằng 2 bằng 13 bằng à, Đọc lại coi 3, 2, 13 Rồi tiếp tục 2, 3, 7 2 bằng 3 bằng 7 bằng rồi bằng một cái nữa đi ra x thì ta thấy bấm máy tính nó ra x bằng 5. Đó, bằng một cái nữa thì ta thấy y nó bằng 1. À, bằng trừ 1 chứ y bằng trừ 1. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ cho D3 và D4 đó, hợp lại thành một cái hệ phương trình. Để chúng ta bấm máy coi coi là bao nhiêu. Tức là 1 trừ 1 6. Rồi bấm vô. À, 1 trừ 1 6 đúng không? 1 trừ 1, 6. Thì à, ở dưới đây là gì? 5, 0, 25. 5, 0, 25. Bằng một cái nữa thì chúng ta thấy x ra bằng 5. Bằng một cái nữa ra y bằng trừ 1. À, như vậy thì là chúng ta thấy rằng là à, D1 và D2 nó có cắt nhau. Và cắt nhau tại điểm A đúng không? Điểm A này có tọa độ là 5 trừ 1. 5 chấm phẩy trừ 1 rồi, à, đường thẳng D3 và D4 cũng có cắt nhau và cắt nhau tại cái điểm B. Điểm B này có tọa độ là 5 1 luôn. À, 5 1 luôn. Như vậy ta thấy rõ ràng rằng là cái điểm A là và điểm B này là trùng nhau, tại vì nó đều là cái điểm 5 1 đúng không? Cho nên chúng ta kết luận là bốn cái đường thẳng D1, D2, D3, D4 là nó đồng quy bởi vì sao? Bởi vì nó cùng đi qua một cái điểm có tọa độ là 5 1 ha nó đồng quy tại vì nó cùng đi qua một cái điểm có tọa độ là 5 1. Rồi, như vậy thì vừa rồi chúng ta đã làm hai cái bài tập à, trong cái à, hai cái bài tập à, toán đại số lớp 9 đúng không? nằm trong chương 3. Rồi chúc à, phụ huynh à, à, có nhiều sức khỏe nhìn thấy cái sự tiến bộ của con em của mình và chúc học sinh ngày càng vui vẻ lạc quan tự tin để mà học và tập có cái kết quả tốt rồi xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.